Cherry An Nhiên, sao Nhí kiếm 25 triệu một giờ oanh tạc vũ trụ VTV, bén duyên làm con gái Quỳnh Cun. Diễn viên Nhí Cherry An Nhiên là gương mặt từ lâu đã không còn quá xa lạ đối với những người yêu thích phim ảnh, đặc biệt là phim khung giờ vàng của VTV. Cherry An Nhiên gây ấn tượng với gương mặt baby, lối diễn xuất tự nhiên, nhiều người yêu thích. Với lối diễn xuất tự nhiên trong vai trò diễn viên, mẫu Nhí, Cherry An Nhiên được công chúng yêu mến đón nhận như một tài năng thiên bẩm. Cô bé có tên thật là Nguyễn Ngọc An Nhiên, sinh ngày 8 tháng 6 năm 2017 tại Hà Nội trong gia đình cơ bản có mẹ là giáo viên, bố là công an. Ngay từ khi 2 tuổi, Cherry An Nhiên đã sớm bộc lộ năng khiếu về nghệ thuật. Dù còn nhỏ tuổi nhưng sao Nhí Cherry An Nhiên đã bỏ túi ra tài phim ảnh khủng khiến nhiều người phải trầm trồ như Hương vị tình thân, Đấu trí, Đừng làm mẹ cáu, Món quà của cha. Sắp tới, cô bé sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Chúng ta của 8 năm sau, tiếp tục trở thành con gái của diễn viên Quỳnh Cun. Những thông tin của sao Nhí đất giá từng kiếm 25 triệu giờ cũng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng hơn. Diễn xuất tự nhiên và nhập vai rất ngọt, ăn ý với bạn diễn, Cherry An Nhiên đã lấy đi rất nhiều nước mắt của người xem và được khán giả vô cùng thích thú mỗi khi đến cảnh quay do bé đóng. Sau bộ phim, Cherry An Nhiên được nhiều khán giả yêu thích, nhiều người gặp bé ở ngoài đời thay vì gọi tên An Nhiên hay Cherry An Nhiên đã chuyển sang gọi cô bé bằng cái tên Happy rất thân thương. Tháng 5 vừa qua, Cherry An Nhiên đã làm nức lòng người hâm mộ và trở thành niềm tự hào của cả gia đình khi đoạt giải Á quân một người mẫu thương hiệu thời trang cao cấp thế giới 2023 Luxury Brand Model Awards Global Fashion Week 2023 do Hàn Quốc tổ chức tại Việt Nam. Khác với những hình ảnh kiêu sa trên sàn diễn hay vai diễn bé Happy có phần già dặn so với tuổi thì ở ngoài đời, cô bé rất hồn nhiên theo đúng lứa tuổi, vui vẻ, hoạt bát và vô cùng tình cảm, rất hay pha trò trêu mẹ, là người mang tiếng cười vui nhộn cho cả nhà. Chia sẻ về con gái, chị Ly mẹ bé cho biết, Cherry, tên ở nhà của cô bé, bộc lộ năng khiếu trước ống kính từ lúc 2 tuổi. Bằng bản năng sẵn có, chỉ cần giơ máy điện thoại lên là bé hợp tác và tạo dáng rất tự nhiên. Mỗi bức hình được đăng tải lên mạng xã hội đều nhận được sự yêu thích từ bạn bè, bé nhận được lời mời từ các show thời trang. Khi thấy bé có năng khiếu, tôi đã hỗ trợ và đồng hành cùng con để con có thể thỏa sức cùng đam mê nghệ thuật. Theo chia sẻ của chị Ly, Cherry An Nhiên không được đào tạo bài bản qua trường lớp, mọi thứ đều do cô bé tự học hỏi và trau dồi qua mỗi lần đi diễn hay đóng phim. Mỗi một chương trình, chỉ cần nhìn mẫu diễn là bé có thể tự diễn lại rất ngọt. Và sau mỗi lần bé tham gia diễn, chị như một vị khán giả theo dõi từng bước đi và diễn xuất của con rồi góp ý, giúp con hoàn thiện hơn sau mỗi lần con xuất hiện. Cô bé diễn đạt đến mức nhiều người trong giới chuyên môn phải thốt lên rằng, các kiến thức về diễn xuất và trình diễn con đều nắm được và không biết sẽ phải dạy thêm điều gì cho con nữa. Chị Lily cười trong niềm vui và tự hào về con mình. Một điều đặc biệt và thú vị về cô bé Cherry An Nhiên là khi tham gia vai diễn Happy bé chưa biết chữ nhưng đã có thể học rất nhanh lời thoại dài và nhớ lời tốt. Hay mỗi khi ra đường, người hâm mộ muốn xin chữ ký, thay vì lắc đầu thì bé sẽ vẽ một hình trái tim thay cho chữ ký để dành tặng. Khi được hỏi, con muốn nói với mẹ điều gì, Cherry An Nhiên với đôi mắt long lanh, con yêu mẹ. Mẹ là người truyền cảm hứng cho con rất nhiều trong cuộc sống, mẹ luôn lo cho con từ những điều nhỏ nhất để con có thể tự tin hơn. Có những lúc khó khăn, mẹ luôn là người động viên con từ hành động đến lời nói như là An Nhiên của mẹ rất giỏi này, con sẽ làm tốt mà hay An Nhiên hôm nay xinh quá, con diễn rất tự tin này. Mỗi lần được mẹ động viên như thế là con lại có động lực để làm tốt hơn. Con cảm ơn mẹ ạ, con mong ước sau này lớn lên, con muốn trở thành diễn viên nổi tiếng. Con sẽ chăm chỉ làm việc, kiếm được thật nhiều tiền để chăm sóc bố mẹ tốt hơn như bố mẹ đang chăm sóc con bây giờ và có thể giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Bé Cherry còn rất tự hào khi chia sẻ về bố của mình. Bố con là công an, công việc của bố rất vất vả khi phải lo công việc của đất nước và nhân dân. Bố con là một người rất là mạnh mẽ và là người muốn bảo vệ cho tất cả những người Việt Nam của chúng mình. Tại chương trình Chuyển động 24 giờ, MC Thụy Vân thắc mắc vì sao An Nhiên mới hơn 5 tuổi mà có thể nhớ hết lời thoại dài trong phim. An Nhiên chững chạc nói, nếu con quên các cô chú cho con nói lại câu đấy để xem con có nhớ không. Từ nào không biết con nhờ các cô chú dạy lại ạ. Happy là cô bé thông minh, nhanh nhẹn, bắt nhịp với đoàn làm phim rất nhanh. Với một cô bé đáng yêu thế này thì mình không thể khó chịu hay cáu gắt được. Diễn viên Quỳnh Cun chia sẻ cảm xúc khi cùng Cherry An Nhiên đóng vai mẹ con trên phim. Theo những thông tin được tiết lộ, trong Chúng ta của 8 năm sau, phim sắp sửa được lên sóng, Cherry An Nhiên sẽ hóa thân thành con gái ruột của Quỳnh Cun, có bố là thiếu gia soái ca Bê Trần. Theo mô tả trong kịch bản, Nguyệt Quỳnh Cun là một nữ giáo viên chuẩn mực, tính cách đoan trang, hiền dịu. Trong khi đó, Tùng, Bê Trần là mẫu bạn trai rất lý tưởng nhưng lại có tính đào hoa. Từ thời thanh xuân tới khi kết hôn, Tùng vẫn không bỏ được tật lang nhăng. Vì thế, anh đã phạm phải sai lầm không thể cứu chữa khi đưa nhân tình về nhà để gian díu.